Vẻ đẹp của Vĩnh Yên được biết đến ngày hôm nay là vẻ đẹp của một thành phố công nghiệp trẻ với những nhà cao tầng, các khu hành chính, khu công nghiệp được thiết kế và quy hoạch một cách gọn gàng, hiện đại. Bên cạnh một Vĩnh Yên sôi động, hiện đại và ồn ào thì vẫn có địa danh, những không gian khiến chúng ta sống chậm lại, chúng ta được thả hồn để cảm nhận được giá trị và vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên. Tọa lạc tại huyết mạch 2B, nối liền thành phố Vĩnh Yên với Tam Đảo trên địa bàn xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án Park Hill thành công của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành công Vĩnh Phúc là điểm sáng mới lạ trong bức tranh bất động sản sôi động tại thành phố Vĩnh Yên những ngày vừa qua. Lấy cảm hứng xây dựng một công viên xanh ngay trong lòng đô thị, dự án Park Hill thành công của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành công Vĩnh Phúc hiện đang là tâm điểm chú ý của nhiều nhà đầu tư bất động sản. Đây là dự án đô thị hiếm hoi tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc khi có quy hoạch tiêu chuẩn đồng bộ từ tiện ích, vị trí đến khả năng sinh lời cao cho các nhà đầu tư. Với vị trí thuận tiện, giúp cho việc di chuyển của cư dân liên kết với các khu vực trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, dự án nằm cách trung tâm thành phố Vĩnh Yên 1 km, cách ngã năm HC 800 m. Dự án chỉ cách đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Chùa Hà Tiên 500 m, chỉ cách 20 phút chạy xe để đến điểm du lịch Tây Thiên Tam Đảo. Đường lớn 24 m nằm giữa dự án đi trục chính xã Thành Vân và nút giao cắt đường 52 m đi đường vành đai 2 5 nối quốc lộ 2B và quốc lộ 2C là điểm phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ. Vì vậy, dự án đang là điểm sáng trong đầu tư bất động sản. Dự án nằm đối diện với ngôi trường đáng mơ ước nhất tỉnh Vĩnh Phúc, trường chuyên tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đã và đang thi công hoàn thành. Đối diện với khu nghỉ dưỡng, trung tâm giải trí của tập đoàn Sun Group với diện tích hơn 300 hectare. Ngoài ra, đối diện dự án còn có Hội Liên hiệp Thể thao tỉnh. Với quy mô 15 hectare, được chia thành 386 lô đất, gồm biệt thự vườn có diện tích từ 250 đến 500 m2, biệt thự song lập có diện tích từ 150 m2, liên kề và nhà phố shop house có diện tích 100 m2. Dự án đáp ứng được nhu cầu của đông đảo quý khách hàng. Đường nội khu được trải thảm bê tông nhựa với chiều rộng từ 13,5 đến 24 m, tạo ra một khu đô thị hiện đại, văn minh và thông thoáng. Đông đảo người dân của thành phố Vĩnh Yên và các khu vực lân cận đã tìm hiểu và lựa chọn khu đô thị Park Hill thành công là nơi sinh sống lý tưởng khi dự án hình thành và đi vào hoạt động. Với tâm huyết xây dựng một khu đô thị xanh, hiện đại, đẳng cấp, đáng sống nhất khu vực phía Bắc thành phố Vĩnh Yên, chủ đầu tư dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành công Vĩnh Phúc đã đưa vào thiết kế những kiến trúc hiện đại nhất nhưng vẫn hài hòa và phù hợp với nhu cầu sống của người dân Vĩnh Yên. Lấy cảm hứng từ những khu đô thị hiện đại, các kiến trúc sư đã kiến tạo nên một không gian sống, công viên xanh trong lòng đô thị ngay tại Park Hill thành công. Mật độ xây dựng chỉ chiếm 38% toàn khu với nhiều cây xanh và đa dạng tiện ích. Các cư dân tương lai được sống ngay trung tâm thành phố nhưng lại tách biệt sự ồn ào của phố thị bởi lớp xanh thiên nhiên. Chính là điều đặc biệt hiếm có mà những dự án ở Vĩnh Phúc có được. Với quy mô gồm 386 lô biệt thự liên kề, shop house, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành công Vĩnh Phúc hướng tới xây dựng một cộng đồng cư dân ưu tú, tinh hoa và riêng biệt. Ở đó hội tụ những con người yêu thiên nhiên cùng nhau xây dựng một khu đô thị văn minh hiện đại và là khu đô thị xanh đầu tiên tại Vĩnh Phúc.